Đẹp quá đi, em chính là nàng thơ. Laptop LG Gram Style 14 2023. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Pháp Computer. Ngày hôm nay thì mình rất háo hức và chỉ muốn được giới thiệu ngay tới các bạn một chiếc Ultrabook mới toanh của năm 2023. Đảm bảo là cực kỳ xinh, cực kỳ độc đáo và cực kỳ phong cách. Sản phẩm đến từ nhà LG, LG Gram Style 14 2023. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng tìm hiểu xem chiếc laptop này có gì thú vị mà lại khiến mình muốn nhanh chóng giới thiệu đến vậy nhé. Đầu tiên chính là thiết kế. Điều khiến mình phải ngạc nhiên và wow ngay lập tức trong lần đầu tiên nhìn thấy LG Gram Style 14 chính là màu sắc của em nó. Nếu chỉ lướt nhìn từ xa thì các bạn có thể tưởng nhầm chiếc laptop này cũng mang sắc trắng tương tự với các phiên bản LG Gram 14 inch tiền nhiệm. Thế nhưng chỉ cần nhìn gần hơn một chút thôi thì các bạn sẽ thấy chiếc máy này có sự chuyển biến màu sắc gradient rất ấn tượng. Nó được gọi là hologram white cho hiệu ứng thay đổi màu sắc khi nhìn từ các góc độ khác nhau, tạo cảm giác 3 chiều đầy biến ảo. Đây chính là xu hướng thời trang được giới trẻ cực kỳ yêu thích trong những năm trở lại đây và giờ thì nó đã lần đầu tiên được xuất hiện trên một chiếc laptop. Với cá nhân mình thì mình siêu thích gam màu này bởi nó khiến mình liên tưởng đến Aurora, một hiện tượng cực quang đầy mê hoặc. Nói chung là sắc trắng hologram này đẹp xuất sắc và quan trọng là nó giúp mình có được một chiếc laptop thật độc, thật unique và đảm bảo không đụng hàng với bất kỳ chiếc laptop nào khác. Mang em LG Gram Style 14 này mà ngồi làm việc ở những nơi đông người như quán cà phê thì chắc chắn dù không cố ý đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ chiếm trọn spotlight. LG Gram Style 14 được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, magie. Chất liệu này vừa giúp người dùng cảm nhận được sự cao cấp mà lại vừa khiến họ cảm thấy rất an tâm về độ bền của sản phẩm. Chính điều này đã tạo nên một đặc sản của dòng LG Gram siêu mỏng nhẹ. Và tất nhiên rồi, chiếc LG Gram Style 14 này cũng không thể nào là ngoại lệ. Với độ dày chỉ 15,9mm và cân nặng chỉ vỏn vẹn 999g, tức là chưa đến 1 cân, thì bạn có tin không? Tuy mình là con gái nhưng vẫn hoàn toàn có thể nâng em nó bằng một tay. Độ bền chuẩn quân đội, mỏng nhẹ không hề đồng nghĩa với mong manh. Bạn sẽ phải bất ngờ trước sự bền bỉ của chiếc laptop 999g này. Trải qua 7 bài kiểm tra nghiêm ngặt như test nhiệt độ, test áp suất, test va đập, kiểm tra điều kiện thời tiết ngoài trời như sương muối, bụi. Năm ngoái thì An Pháp Computer cũng đã drop test phiên bản LG Gram 2022 và với phiên bản năm nay thì chiếc laptop này vẫn sẽ hoàn thành tốt được bài test này. Với một người hậu đậu và bất cẩn như mình thì mình hoàn toàn yên tâm khi sử dụng em nó. Các bạn thấy không? Nhỏ gọn, thanh lịch, thời trang, độc đáo và mạnh mẽ, chẳng có gì mà chiếc LG Gram Style 14 không sở hữu cả. Điều khiến mình ấn tượng tiếp theo cũng chính là điểm upgrade ăn tiền của LG Gram trong sản phẩm năm nay chính là phần touchpad. Hãy thử nhìn đi nhé! Bất ngờ chưa? Không hề có chiếc touchpad nào ở đây cả. Toàn toàn là mặt phẳng liền mạch. Phải chăng LG đã sơ suất bỏ quên bàn phím chuột trong sản phẩm này? Nếu như bạn cũng nghĩ như vậy, thì hãy xem đây. Đây chính là bàn di chuột của chiếc laptop này. Thật kỳ diệu đúng không ạ? Một bàn di chuột ẩn mình đã được giấu ngay ở đây và nó chỉ hiện ra khi bạn chạm tay vào nhờ công nghệ cảm ứng lực. Thiết kế này đã tạo ra sự liền mạch, nhất quán xuyên suốt cho sản phẩm và chính sự tối giản trong từng chi tiết nhỏ đã giúp LG Gram Style 14 trở nên thật cao cấp và tinh tế. Về trải nghiệm, khi mình thực hiện thao tác vuốt, cuộn, di, touchpad này đều cho cảm giác rất mượt mà, hầu như không có độ trễ. Nếu mình muốn click chuột phải hay trái thì mình chỉ cần nhấn nhẹ như thế này thôi là có thể thực hiện ngay được rồi. Cảm giác này không khác gì khi nhấn các nút bấm chuột vật lý trên bàn di chuột thông thường cả. Nói chung là mình khá hài lòng với chiếc touchpad này. Về màn hình, để tương xứng với giá tiền thì chắc chắn em nó cũng sẽ được trang bị một chiếc màn hình cao cấp. Màn hình OLED kích thước 14 inch, độ phân giải 2880x1800, tỷ lệ 16:10 là những gì mà LG Gram Style 14 sở hữu, mang đến cho bạn những hình ảnh rực rỡ, chi tiết chân thực. Các bạn nhìn nhé, dù nhìn từ góc trực diện hay nhìn từ phía hai bên thì màn hình này vẫn cho hình ảnh rực rỡ, không hề xảy ra hiện tượng mờ hay lóa. Chưa hết đâu, màn hình của LG Gram Style 14 còn sở hữu thời gian phản hồi tốc độ cao 20ms cùng với tần số quét 90Hz cho những chuyển động được hiển thị mượt mà và trơn tru. Độ sáng 400 nit cùng độ phủ màu DCI P3 99% cùng công nghệ anti-glare cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên một chiếc màn hình lý tưởng để bạn làm việc cũng như giải trí. Webcam, phía cạnh trên màn hình của LG Gram Style 14 được trang bị một camera Full HD giúp bạn có thể dễ dàng đăng nhập vào máy trong nháy mắt bằng Windows Hello. Rất tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Camera cho hình ảnh rõ nét chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi tham gia vào các lớp học trực tuyến hay các buổi họp online. Về hiệu suất, LG Gram Style được trang bị cấu hình đủ mạnh mẽ để cân mượt các tác vụ cơ bản của người dùng phổ thông như giải quyết các công việc văn phòng, chơi game và làm đồ họa nhẹ nhàng.
Cấu hình này gồm chip Intel Core i5-1340P, đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics, 16GB RAM LPDDR5 cùng 512GB SSD. Nói về con chip Intel Core i5 này thì đây là sản phẩm thuộc thế hệ mới nhất của đội xanh trong năm nay với 12 nhân và 16 luồng, cho khả năng tiêu thụ điện thấp, giúp laptop của bạn không bị rơi vào tình trạng quá nhiệt khi thực hiện các tác vụ phổ thông. Ổ cứng SSD 512GB cho tốc độ ghi đọc dữ liệu nhanh, giúp khởi động máy và các ứng dụng chỉ trong vài giây. Dung lượng lưu trữ này đáp ứng được phần lớn nhu cầu cơ bản của người dùng hiện nay đấy nhá. Tổng kết lại, LG Gram Style 14 là một chiếc laptop đẹp xuất sắc, có thể nói là đẹp nhất năm 2023 cho tới thời điểm này đối với mình. Cộng thêm bàn di chuột độc đáo, màn hình OLED mãn nhãn, cấu hình mạnh mẽ cho hiệu suất làm việc hiệu quả và sự bền bỉ chứ danh, mình nghĩ LG Gram Style 14 sẽ là sự lựa chọn với rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ. Bật mí thêm là khi mua LG Gram Style 14 tại Alphard Computer trước 30 tháng 6, thì các bạn sẽ được tặng thêm một chiếc tai nghe LG Tone Free FP8 trị giá 4.190.000 nữa. Bạn nghĩ thế nào về chiếc laptop này? Hãy comment bên dưới để cho mình biết nhé. Và đừng quên cho mình một like, một subscribe nha. Bye!